tình mẫu tử thương con mẹ dạy chớ mê hồn tiêu hoài về sau. Sự phân lực định thiên tàu mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng làm mê hồn mang vướng cả dây. Lực hình thương y phạt chẳng sai đau lòng tình mẹ gái khai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức mẹ vui mừng túc trực bên con. Siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy nhân loại mê hồn trầm lưng. Biết phận sự con thần than thở đạo muôn đời nhắc nhở nhục dinh chẳng nghĩ mất còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực hay đắng cay nghiệp lực hào nhồi, một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi dạ, muốn đắc thành đạo quả phải hành. Trừng chuyên thử thách phù sanh là đường tiên quá lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù oán ghét chí đại hồng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo hoa mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đáp đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh Phật thánh tiên dòng tánh thảo nghiệp đời dù có quán kiên thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mái tạo sải sàng thật gấp chớ chần chờ để lấp ba tấm linh. Trần đồ bát quái lược thành ngũ hành
dành chuyển nhân sinh yêu tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dạy thời chẳng hiên. Màn má quỷ còn đáng trà trọn, Phật thánh tiên lãnh lộn hồng trần, để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này. Lực kinh Phật tỏ bài sao trước, đời lộn kiếp mật thước có dò tự sanh, thập loại nhỏ to đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm mang, hay làm nhân sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá, cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần, khảo nhòi thưởng phạt kiếp ba căn đời còn. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mây. Sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đó đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điển quang, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàng sải lớp màng đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ, nếu không thì tình mẹ xa con đau lòng, mẹ tạo phần hòn dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh đã bị ngủ, đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá, chịu lưng hồi dài con ơi, lòng mẹ bơ.
phân khuân, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày giáng màn đại hội, rồi các con chịu tội vũ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ba lực hình sở trị khó mà an tâm. Bị sa đỏ trầm luân địa ngục bại ức nhiên mới được đầu thai. Lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thâm. Chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa mạc tam giáo lọc lừa đạo quả. Trên tâm thiên lục bá xuống trần, bàn môn tả đạo dụ canh. Hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhất đến đây mẹ sầu linh tử, mãi theo đời quên sự thanh minh. Linh quang gốc tội tiền căn, ngôi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian trong giờ, tình thâm ân con nở phụ dân. Chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bảo toàn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tình. Nghe theo tà mỹ phạm tình, xuôi con tiêu hoại hồn lĩnh ngục tù. Để vào canh năm ngu đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh y tâm ngu muội nặng nề, biết đâu chánh pháp trở về thiên. Cớ ân xá tận cùng màn chót, muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có cách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai. Tâu Thượng Đế, các ngài tam giáo, chiếu lực hình sử đạo kỳ này. Long qua đại hội sầm mây, đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền.
phủ hoa phục bệ rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ích chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập ba đức ân thân mới dừng còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên, khai truyền lý đạo chân minh. Đó là đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ lực hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống trần, dục lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con nên dắt nên hình. Linh quang bát bổ trong mình dạng năng, đổ phép ba báo phi đằng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tây ba hầu chẳng hỏi giấy chào ý mình. Con mẹ thiên cao chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán giận, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoang doan, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành sứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng. Hoặc các bậc tăng ni học đạo, hay quay quyền gây tạo tội
trần cũng đều bị luật trị răng tỳ theo nghiệp ba tội sự phân công bình. Lực tiếng quá vô hình đào thải à, chớ mê đời ngu dại hững hờ. Bây giờ chưa thấy làm ngơ, chừng khi quả tới có thời của nguy đời ngu. Biết tri thời giận mới khôn, gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thấu hết bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiệm suy. Dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ẩn sâu. Thất sơn bảo ngọc lậu vàng là cơ lập hỏi minh hoàng sư phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng. Có tam giáo công đọc phân sự, không quả tròn được giữ kim giai. Bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng không dạy mà ra. Căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lừa lọc căn nghiệp ba quả trưng chiên. Ai thương bằng mẹ diêu cày, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo qua thiên cao trời đất, xanh muôn loài vạn vật hữu tình. Cơ mai Phật mẫu truyền kinh, cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân. Trao bát bộ kinh luân tam bảo, túi vàng nắng chân đạo linh hồn. Cho con giữ lấy bảo tồn, từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dây đầy. Là kỳ tiên quá đổi tay, lập đời thanh đức thượng lai.
nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng vội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, các con cần giác ngộ rõ thông, để khi lập hội công đồng tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi nghĩa phụ dông. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân vạn ước trần hồng linh căn, chuyện khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tánh nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đủ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tội gắn công ngày sau còn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tốt, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tiền căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng anh hiện tam hồn dục mãi a xuôi, làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dạy thầy, con không định tâm có trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì
lời đấu tranh để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm. Khổ lắm mà con ơi, chịu nhiều quả báo đất ca trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân chấp cành ngoại biên. Tùy thân hành sự trần miền, nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất dạ, sự mặn chay tùy quả nghiệp căn. Cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Màu sắc tướng trọn tâm lòng định hướng chân thân, hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi. Kha thấu triệt vô pha chấp không khô chấp ở nơi lòng, một bầu vô cực hư không âm dương phối hỷ thần thông diệu quyền. Đắc bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con ca bảo toàn căn gì, mang kỳ thi đạo lý khảo nhòi Phật tiên đâu rành. Con ơi còn lo độ qua thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhiễm màu tiên hoa. Cần chúng lo đạo cả mẫu hiền, tập xây phổ quá khai truyền nên công quả gì. Mẹ hiền thương ban giàu thử thách gian nan, chớ để giữ một lòng chớ để lạc phai. Đạo màu phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền. Đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đình ân xá là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban. Chuyển cơ phó độ trần hoàng cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời với đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn. Lập cơ thánh đức
bảo tồn mang căng. Ngày đại hội Long Dân có mặt mới nhân hiền sự thật căn tiên. Tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đảo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý an chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng. Ở ăn bất kể kỹ cương gian tà xảo quyệt lâm đường nạn tay. Mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn. Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đấy. Dù ẩn ý tâm rài thâm độc, bị lỗi quyền đâm thọc hại nhau. Có trên bắt đầu nam tàu, xét soi thấu triệt trước sau lòng người. Sẽ tì nghiệp lực trời bao ứng, kiến nghiệp đài xây dựng trần gian. Rõ tâm mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh. Con sẽ thấy khổ tình tận mắt mới hãng tường tiên Phật diệu quyền. Khó mong thoát khỏi lực khuyên, con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban. Rèn trí huệ đạo vàng chờ đến nước tới trơn. Có giò nhảy đại mất hồn, xác thân như bị sóng dồn ngoài khơi. Khó cứu mạng cuộc đời căng kiếp, vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy. Mẹ nào khó bỏ gái trai, tại con cải luật làm sai chớ phiền. Cuộc biến thiên trần miền náo động, mái quyền di mở rộng năm châu. Minh dương ngự chốn nam lầu, sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan. Sự gắn lo qua sông nhờ có thiện đoàn, linh hồn nhờ đảo thoát cơ bờ sông mê. Chớ dội chấp kinh chê ngàn bước, phải xét suy tội phước trong lòng. Đạo màu trí huệ mở thông mới là hiểu được trong lòng Phật ma. Con may khá tầm ra chân lý, Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa. Quan thông chánh triệt chánh tà sao căn mê muội gây ra nghiệp trần. Làm điên đạo tinh thần lý trí đầu rõ tường thấu lý đỏ siêu, hoặc là hiểu thấu qua rất nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh khiến dù
dục mãi lợi danh mộng tưởng, cục sắc màu mơ ước luôn luôn. Con ơi các sự tình thương đều là mộng ảo vô thường khổ đau. Nó sai khiến đi vào cõi loài, cho linh hồn quên cõi quên nguồn, khó về gặp mẹ tòa chương. Ngàn năm xa đò vào đường si mê, nay có mẹ đạo rài khai mở, cũng là kỳ xa tội tử linh. Cha con mau kiếp ba đăng trần kịp màng, bà em hỏi thiên đình thưởng ban. Một kỳ chót mẫu hoàng chính trình, con bất tuân mạng lệnh chớ phiền. Đến ngày tam giáo quy nguyên, công đồng phân xử con hiền chớ than. Con cần chọn lấy bảo tồn hậu lai, khá trách nhiệm đường ngay đều tránh, kẻo mê lầm giả hạnh quỷ dương. Mượn màu sắc tướng phô trương, mà lòng dạ chúng khôn lường hiểm sâu. Dụng kế đủ ngõ hầu tranh đạo, của Phật tiên khai đạo vô vi, chẳng lòng thiện niệm từ bi, giữ tâm đạo đức thực thi bảo tàng. Nhìn đất ca nước vàng sáng con rõ, để thức thời giác ngộ công phu, ham mê danh lợi dòng dù rồi thân phải chịu ngục tù đỏ sang. Màn tiếng lửa xảy sàn đấu dễ, Phật thánh tiên còn phổ tế đâu yên, huống chi linh tử trần mềm, mà rồi an phận bạc tiền hướng thân. Khá thực hiện tứ ân trọng đại, để sau này trở lại ngôi xưa, chớ tham danh vọng mắt lừa, của loài ma quỷ lắm thừa kế mưu. Thành tây ngõ tới mùi con rò, sự còn sáng tỏ Phật tiên kiếm ngôn. Linh mẹ chỉ truyền khải thông tam giao cơ quyền cho con, rõ căn tội mốt bòn công đức ráng thi hành đại lực trung kiên. Dù cho lắm sự cạo tiền quỷ ma gây rối đau hiền chẳng lơi, sẽ có mẹ Phật trời tiếp độ. Gương hy sinh Phật tổ đại hùng, ma dương tài phép hành công, cũng không thân đức đại hùng thanh cao.
sáng thức tình trao dòi tâm thanh, thì nghiệp trần mới rành con ơi. Gian lao khổ cực nhã nhòi mà không đáng chi mới tài con tim. Dẹp phàm tánh tư riêng bản ngã, giữ tâm hồn cao cả mới ngoan. Đời này lắm sự dọc ngang, là đời ma quỷ khắp tràn hải căn. Cha con ráng tinh thần định tĩnh, sớm tạo trừ ma bệnh ai si. Chạy theo thế tục đời dai trả chẳng còn tánh mạng, cũng xảy ra tai nạn kinh hoàng. Cũng vì quyền lợi giàu sang, mà khi dễ đạo quả mang bên mình. Sự quá nghiệp hồn linh tùy kiếp, của mỗi căn duyên nghiệp khác nhau. Chưa thông suốt lý thiên tàu, thì đừng dội chấp lẫn nhau mỗi phần. Con nào cũng nghiệp trần tội lỗi, từ lâu đời sao khỏi trái ngang. Đến nay công nghiệp một màn, đặng mà trả quả trần hoàng cho xong. Cho nên mới vợ chồng thay đổi, hoặc cha con chửi bới gia đình, hoặc vì danh lợi muốn sinh. Anh em bạn hộ mất tình nghĩa nhân, chẳng còn biết tiền căn ruột thịt. Còn một mẹ lãnh lệnh cụ trùng, xuống trần mê mỗi bất thông. Ngủ ma nhập thể nên lòng đổi thay, gây chia rẽ tài tranh chấp, tạo hình thù quả lấp tình thương. Đó là bị nghiệp ma dương, nhiều đời nhiều kiếp tạo đường trần nay. Mẫu chuyển căn nguyên hội hiệp, ban đạo lành giải nghiệp quan khiên. Các con nhớ lại căn tiền, cùng nhau trở lại mối duyên căn xưa. Đừng để căn mắt lừa ma quỷ, nhập tâm mê chẳng nghĩ cội nguồn. Con nào cải lĩnh bất tuân, thì sao đừng trách cũ trùng xử thân. Giờ kim khuyết hỏi trời tam giáo, hỏi tam thanh điểm đạo linh căn. Long trì bố ngọc tứ ân, qua sen đua nở mừng căn thiện lành. Kỳ tiếng lửa thực hành mới quy, ba lần khai mở lý tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, sáng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao, dẹp bỏ đường công danh hiệp đó rồi tan. Còn chi mà dội mơ màng, cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung.
đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu báu thượng thân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Cơ ba đạo dễ lầm tà mỹ, nếu không trì đạo lý chánh truyền. Cao dòi tâm y mạng căn nguyên dòi, khó đạt đạo trở về với mẫu. Màn vô minh hữu lậu phủ đầy, muôn màu sắc tướng nhiễm say. Dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường, cần thấu triệt con đường giỏi. Biện tài đạo lý nhân sự hành y chi khác xa, con cần thấu triệt chánh tà trong thân ngũ tạng nghiệp ma ma. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm. Rõ thông thấu triệt khỏi lầm, trong thân bộ pháp kiếm tầm đâu xa. Lè sắc tướng thân ta đừng nhiễm, dù mọi điều thúc liệm muốn ăn. Tạm dùng chẳng nghĩ sắc trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân. Chớ nên tin tưởng làm càng đỏ thân muộn, tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoài về sau. Sự phân lực định thiên tàu, mẹ mong nam nữ bước vào chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang dướng cả dai. Lực hình thướng y phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái khai hàng
con nào biết lo đường đạo đức. Mẹ vui mừng túc trực bên con, siêng năng lập đức bảo tồn cú nguy nhân loại. Phận sự con thình thang thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh tên. Nhục dinh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dầu đạo pháp gian nan khổ cực, hay đắng cay nghiệp lực gào nhòi. Một lời thể nguyện con ơi, thần minh chứng giám đất trời rõ thông. Chớ chán nản thay lòng đổi già, muốn đắc hành đạo quả phải hành. Trứng chuyên thử thách phù sanh, là đường tiên quá lực hành người tu. Chớ ỷ thế giận thù quan ghét, chí đại hồng học phép tà mi. Đức ân dạng sự khó bày, dầu cho lao khổ khá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng. Đáp đền thất tổ cũ quyền, sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khánh y tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo nghiệp đời. Dù có quan kiên thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan, cơ mái tạo sải sàng thật gấp, chớ chần chờ để lấp ba tấm linh. Trần đồ bát quái lược thành ngũ hành, dần chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con nào còn cãi luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dậy thời chẳng hương. Màn má quỳ còn đáng trà trộn, Phật thánh tiên lãnh lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ căn, dễ gì gặp đạo chánh chân mạng này.
lực kinh Phật tỏ bài sao trước. Đời lộn kiếp ba mực thước có dò tử sanh, thập loại nhỏ có đầu thai quả bao khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bảo tàng độc ác khó phân nguyên phàm. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là kỳ tráng quả nghiệp căn, chuyện xây định luật phong thần khảo nhòi tưởng phạt kiếp ba căn. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn ngã mốt đức ân chớ ham mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đó đài. Rồi gặp cảnh quả tai khó cứu, cần định tâm ấp ủ điển quang, nghiệm suy thấu triệt trần hoàng, trong cơ sàn sải lớp màn đau thương. Các con ngày cho tường căn kẻ, nếu không thì tình mẹ xa con đau lòng, mẹ tạo phần hòn dưỡng nuôi ấp ủ bảo tồn linh quang. Từ con xuống trần gian lập hạnh bị ngủ đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quá chịu lưng hồi dài cả không ngần. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đợi tìm phương cứu nạn, sợ đến ngày giáng màn đại hội rồi các con chịu tội bủ tòa. Công đồng tam giáo chẳng ba lực hình sửa trị khó mà an tâm, bị xa đỏ trầm luân địa ngục bài ức niên mới được đầu tay. Lâm trần nghiệp quả trả dai cùng như mạc kiếp đời nay tận cùng.
vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con trẻ lạc lầm chuyển cơ pháp điển quyền thân. Chỉ nguồn gốc cõi để tầm khăn xưa màn tam giáo lọc lừa đạo quả trên tâm thiên lục bá xuống trần bàn môn tả đạo dụ căn hại con của mẹ mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tử mãi theo đời quên sự thân mắng linh quan gốc tội tiền căn nỗi xưa phê bỏ nghiệp trần sự giai cả trần gian trong giờ tình thầm ân con nở phụ dâm chiêu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu con mong bào tồn quên mất tánh chân hồn giá trị cứ mê lầm ma quỷ lợi danh sanh già bệnh tử hiểu rành mà sao con mãi đua tranh theo đời phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy còn dọc cái bất tình nghe theo tà mỹ phạm tình xuôi con tiêu hoại hồn ngục tù để vào canh năm ngu đen tôi bao giờ thoát khỏi sông mê sanh y tâm ngu mùi nặng nề biết đâu chánh pháp trở về thiên thu cớ ân xá tận cùng màn chót muốn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên sau này đừng có trách phiền thần quan tả hữu y liền chẳng sai tâu thượng đế các ngài tam giáo chiếu lực hình sử đạo kỳ này long qua đại hội sòng mây đạo nào chánh pháp Như Lai chân truyền con của mẹ ráng thiền nhẫn nhọc rèn đức ân phổ hoa phục bể rồng tu là tu tâm tu lòng chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi cơ đại hội kỳ thi đã tới lập ba đức ân thân thì mới dừng còn một lòng vì mẹ sắc son ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn đừng xa ngã
giấc hồn. Xa vào trận địa bàn môn, háo danh trột lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo nên khai truyền lý đạo chân minh, đó là cố nhục thâm tình để lầm mối đạo chân linh mật màu. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ lực hành trì. Mặt đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì khó khăn. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ ngang tàn. Quên căn mẫu tạo tiên ban xuống, trần dục lợi nghiệp quan chất trọng. Nở phụ bạc quên lòng từ mẫu, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh nắng con. Linh quang bát bộ trong mình dạng năng, độ phép ba báo phi đặng quyền diệu, để cho con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tay ba hầu chánh hội giái chào ý mình con mẹ thiên cao. Chê ngài dạy thú chẳng vào lễ nghi, tội vô lễ ngài thì quán giận. Rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc đời lắm nỗi thoang doan, không nghe lời mẹ linh hồn đỏ xa. Cơ thưởng phạt kỳ ba đã rõ, lực thiên điều chẳng có gì phân. Dù con lành xứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trị răng. Hoặc các bậc tăng ni học đạo, hãy quay quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng. Tỳ theo nghiệp ba tội sự phân công bình, lực tiến quá vô hình đào thải. Chớ mê đời ngu dại hững hờ, bây giờ chưa thấy làm ngơ. Chừng khi quả tới có thời cố nguy, đời ngu mỗi biết gì còn mất ngang sự trăm. Thank you.
biết tri thời giận mới khôn gần như để chết chưa chôn chờ già. Mẹ thấu hết bao lời Châu Ngọc, các con cần tu học nghiệm suy, dù bao cay đắng xá chi, sợ lòng chẳng trọn những gì ân sâu. Khắp tay giới hoàng cầu dân chuyển, mãi càng con linh hiển cơ quan, thất sơn bảo ngọc lậu vàng là cơ lập hỏi minh hoàng sứ phân. Đến ngày đó linh căn tề tụ, nghe phán truyền đầy đủ chẳng sai. Bao nhiêu văn sĩ nước ngoài cũng đều chầu phục trước ngay bệ rồng, có tam giáo công đọc phân sự không quả tròn được giữ kim giai, bằng gây tội lỗi đỏ đại vào nơi ngục thất khổ thai sát hồn. Con người sự mất còn thành bại cũng do lòng khôn dại mà ra, căn tiên đừng để làm ma, uổng công mẹ tạo sanh ra chân thần. Mai âm dương soi dần chuyển qua, lựa lọc căn nghiệp quả trưng chiên, ai thương bằng mẹ diêu trầy, lo con mọi sự kể gì khổ lao. Từ tạo hóa thiên cao trời đất, na xanh muôn loài vạn vật hữu tình, cơ may Phật mẫu truyền kinh cho con cõi thế giữ gìn đạo nhân, trao bát bộ kinh luân tam bảo hoa túi vàng năng chân đạo linh hồn, cho con giữ lấy bảo tồn từ đời thượng cổ vuông tròn đức ân. Nay đến lượt xây dần mạc pháp, đời hạ quân tạo nghiệp dày đầy, là kỳ tiên quá đổi nên lắm cuộc chiến chinh khói lửa, để sải sàng gội rửa tẩy trần. Tam kỳ mở hội lâm dân, chọn con trung hiếu nghĩa nhân phục hồi. Sự báo ứng cơ trời đã lâu, rõ thông để khi lập hội công đồng, tội tình gây tạo có mong sống còn. Dầu sông thác cho
tròn nhân nghĩa, chớ đem lòng mãi mỉa phụ dòng. Tình thương kim mẫu đại đồng, quá thân dạng ức trần hồng linh căn, chuyển khắp cả hồng trần thế giới, ngày định kỳ sắp tới con ơi. Ráng tu cho kịp ngày giờ, rèn lòng xưa tâm nhớ lời mẫu khuyên, đừng ngu dại mê tiền ma quỷ, rồi sau này loạn trí điên cuồng. Quỷ ma nào có xót thương, mù mồ đủ kế gạt lường chúng sanh, nơi sơn thất sẵn dành châu ngọc, chờ các con tu học sửa lòng thanh bần, đừng tội gắn công ngày sau còn đạo phỉ lòng mượn thân. Nếu chẳng nghĩ xét phân cùng tóc, làm tay sai cho bọn quỷ ma, tạo gây ác nghiệp gian tà ổn cho một kiếp sanh đi ra làm người. Lòng giả thú đổi đời tâm tánh, bất tin khi Phật thánh thần tiên, tội mang kiếp đỏ quỳnh tiền, muôn đời giam hãm xích xiềng trói thân. Con của mẹ tìm căn giác ngộ, thì phải cần hiểu rõ đỏ siêu, đừng nên loạn trí làm liều. Đời này ma quỷ rất nhiều lắm con, chúng anh hiện tam hồn dục mãi xuôi, làm điều khờ dại ngu si, chẳng cần tội lỗi dày, thầy con không định tâm có trì ngủ ma. Nó nhập phá hành xa căn kiếp ma đề, linh hồn mang nghiệp muôn đời, khó về gặp mẹ con ơi, muôn đời xa đỏ khó thời tĩnh tâm. Kỳ mạc pháp mẫu tầm linh tử, trao cẩm nang con giữ phụng hành, đừng vì quyền lợi đấu tranh, để làm mất tâm hạnh lành cao thâm. Giữ đức độ tâm thành vững chắc, chớ để cho chúng dắt theo đời lạc lầm. Khổ lắm con ơi, chịu nhiều quả báo đức trời hành thân. Lập ý chí tinh thần dũng mạnh, đạo không phân cách cảnh ngoại biên,
tùy thân hành sở trần miền nơi nào cũng có Phật tiên hộ trì. Ơn thầy tổ con ghi tất dạ, sự mặn chay tùy quả nghiệp căn, cần hành chân đạo tinh thần mới là bảo quý muôn phần ngày sau. Pha trăm ngã muôn màu sắc tương, trọn tâm lòng định hướng chân tâm, hành trong tư tưởng thiện lành, cạo đầu để tóc chẳng thành sự chi, kha thấu triệt vô vi nguồn cội, pha chấp không khô chấp ở nơi lòng, một bầu vô cực hư không, âm dương phối hiệp thần thông. Bộ pháp chân truyền kim mẫu, chiếu linh quang soi dẫn kiếp căn, đoạn trừ nghiệp chướng hồng trần, siêu phàm nhập thánh phi thăng chân hồn. Ca con ca bảo toàn căn gì, mạng kỳ thi đạo ly khảo nhòi, Phật tiên đâu rành con ơi, còn lo đồ qua thế khắp nơi khổ sầu, con nào rõ nhiệm màu tiên qua, cần chúng lo đạo cả mẫu hiền, tập xây phổ quá khai giàu thử thách gian nan chớ để giữ một lòng chớ để lạc phai đạo màu, phải gặp đắng cay mới là biết được lòng ai trung thành. Cố lập chí thực hành tâm đạo thì rõ thông tam giáo diệu quyền, đừng nên mượn đạo Phật tiên để tạo danh lợi tư riêng tội tình. Kỳ mạc phá thiên đành năng sáng, là nhiệm kỳ đạo quả sắc ban, chuyển cơ phó độ trần hoàng, cũng là lực trị sai sàng hạ quân. Đời giới đạo mẹ còn soi chuyện, mong con trần thể hiện đạo chân cho tình con mẹ vuông tròn, lập cơ thánh y đức bảo tồn mang căn. Ngày đại hội long dân có mặt, mới nhân hiền sự thật căn tiên, tham chi vật chất bạc tiền của đời ma quỷ đạo điên tinh thần. Mất đức hạnh tiền căn ngọc quý, chạy theo đời ma quỷ loạn cuồng, ở ăn bất kể kỹ cương gian, tà xảo quyệt lắm đường nạn tay, mang một kiếp trần ai đâu dễ, lực thiên đình đâu để lăn loạn,
Trị phường hung bạo dọc ngang, trước sau cũng rõ lớp màn này đấy. Dù anh ấy tâm rài thăm độc bị lỗi quyền đâm học hại nhau, có trên bắt đầu nam tàu xét soi thấu triệt trước sau lòng người sẽ tỳ nghiệp luật trời bao ứng kiến nghiệp đài xây dựng trần gian rõ tâm mọi sự hành tàn trong tâm tội phước hai đàn phân minh con sẽ thấy hữu tình tận mắt mới hãng tường tiên Phật diệu quyền khó mong thoát khỏi lực khuyên con cần tin tưởng lời truyền mẹ ban rèn trí huệ đạo vàng tiên bước đừng để chờ đến nước tới trơn có dò nhảy đại mất hồn xa thần như bị sóng dồn ngoài khơi khó cứu mạng cuộc đời căn kiếp vì tạo gây tội nghiệp dẫy đầy mẹ nào khó bỏ gái trai tại con cải luật làm sai chớ phiền cuộc biến tiên trần miền náo động mà mái quyền di mở rộng năm châu minh dương ngự sử người bội nghĩa gieo sầu tóc tan cớ tiễn lỡ hành tàn nam nữ rò thiên điều phận sự gắn lon qua sông nhờ có thiện đò linh hồn nhờ đạo thoát cơ bờ sông mê chớ dội chấp khinh chê ngàn bước phải xét suy tội phước trong lòng đạo màu trí huệ mở thông mới là hiểu được trong lòng Phật ma con may khá tầm ra chân lý Phật nơi tâm ngự trị chẳng xa quan thông chánh triệt chánh tà sao căn mê muội gây ra nghiệp trần làm điên đảo tinh thần lý trí đầu hoặc là hiểu thấu qua rất nhiều vẫn còn bị nghiệp đủ điều dây quanh khiến dục mãi lợi danh mộng tưởng cùng sắc màu mơ ước luôn luôn con ơi các sự tình thương đều là mộng ảo vô thường khổ đau